Rồi ok, chào tất cả các bạn, mình là Lâm Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của dòng game Two Tuần World Empire ha. Rồi mình sẽ set một cái trận đấu giữa quân Anh và quân Pháp trên biển. Mình lấy hai cái tàu xịn nhất ở đời cuối của cả hai luôn, coi bên nào ăn. Gió thì mình để cho thuận cho quân Anh ha. Rồi mình quay tàu mình qua trước. Ok, tàu mình nhiều pháo hơn nhưng mà chưa chắc mình mạnh hơn nha các bạn. Tại vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác lắm. Mà hải quân nhiều quân Anh luôn hơn quân Pháp rồi, cái đó là chắc chắn. Rồi để mình chỉ hồi mình ra lệnh bắn luôn cho nó chuẩn. Bắn theo loạt mới có hiệu quả chứ bắn từng phát nhiều khi nó không hiệu quả nha các bạn. Rồi. Ok. Oh. Khá là chuẩn đó nhưng mà không hiệu quả, không phê lắm các bạn. Mình giảm tốc độ lại một chút, giảm chạy 2/3 tốc độ thôi. Nó sẽ hiệu quả hơn. Ủa có nạp đạn được vậy? À nó đang chạy, tại cái đường nó chạy hơi ở ngoài hơi lỗi các bạn. Mình không biết là cái này là do lỗi game hay là... Tại mình nhớ hồi đó nó không có bị cái lỗi này. Lúc mà cái game này còn crash nhiều nè. Thì nó không có bị cái lỗi này mà hình như từ như sau khi thấy cập nhật xong rồi đó. Nó lại bị cái lỗi này, tức là cái dòng này nó quay không có đúng cái ô của nó. Rồi ok. Đây. Bắn. Mỗi lần bắn là 57 pháo đó. Bắn đã cao quá. Rồi ok. Hai bên đang bắn nhau. Tàu này nó tính là tàu Anh đang thua nhưng mà mình nghĩ là nó thắng tàu này. Tại nãy giờ nó chưa bắn mình phát nào nữa mà nó bắn mình phát nào đau phát đó. Bắn đó thì thấy mình bị thắng không lắm. Khả năng cao một kiềm trước trả đùa chứ mình thấy nó chạy nhanh hơn mình. Tàu nó đang hư. Và hư thôi. Mình nhắm giờ mình có lúc mình cũng nhắm cho con tàu mình chơi thôi. Rồi khỏi nhắm mấy chỗ khác làm gì. Nó bắn không theo loạt ta. Khả năng quay của mình thấp hơn khả năng quay của nó tạo mình quay khó. Cũng may là đang ở gần thôi chứ mà ở xa nhiều khi mình quay tạo mình bắn nó. Ok, canh đúng thời điểm vừa xong là bóp cò liền nha. Bốn pháo mà các bạn thấy là mình mất nó nhiều. Rồi giảm tốc xíu quay cho nó lại. Rồi nó quay nhanh hơn mình rồi. Đây nhả ra. Quay lại lấy bắn pháo bên phải các bạn. Nè, mình có pháo xoa đuôi luôn, nhiều bắn mấy phát cho vui thôi chứ không đủ gây sát thương các bạn. Anh em đợi lên tôi. Mỗi bên chắc còn 55 pháo rồi. Nó tính là pháo hai bên phải đều nhau nha. Ví dụ là thiệt là nếu mà thiệt mất hai pháo là nên chia được hai bên dù ta chỉ bắn một bên. Thì đúng rồi, cái tàu nó phải cân bằng chứ cái tàu nó không cân bằng nó lật sao các bạn. Mà mình không nghĩ là trên thời này pháo chất được nhiều lên vậy không nha. Có khi nào cái game này nó hơi hư cấu về cái số lượng pháo trên tàu trời. Mình không nghĩ là đặt được nhiều pháo trên tàu vậy đâu. Bạn nào có biết về hải quân thì chia sẻ thông tin với mình nhé. Chứ mình thật sự nghi ngờ về cái việc mà số lượng pháo trên tàu mà có thể nhiều được tới mức này á. 122 khẩu là quá nhiều, mình cho cầu 60 khẩu thì chắc có thể hợp lý. Chứ mà 122 khẩu thì nhiều khi game này nó đang miêu tả là nói quá lên rồi. Sao bắn được này? Có bắn lộn bên ông đó.
đây đừng nói nãy cái lọt pháo nó bị xẹp nha. Em buồn lắm á. Nó bắn mình lại mình đau quá. Nó đang vậy không bắn bườm nó được. Nó phải căng cái bườm lên bắn với B. Tàu mình sắp chìm rồi, mình sợ lắm. Anh em, cố lên, đừng để tàu chìm. À, mình quay không, theo không kịp rồi. Kia cứ để nó đi. Nó ráng bắn mấy phát cho đích nó làm gì trời. Nó cũng có pháo cho đích kìa. Ơi à, nó đang quay vậy để mình quay lại. Mình mất mấy pháo rồi ta. À, mình cũng chưa mất nhiều pháo lắm nhưng mà tàu mình thì tổn thương chưa nhiều, mà tàu nó vàng máu rồi. Đúng là tàu lớn nó lì thật. Rồi chắc hụt quá. Trúng được miếng. Ok. À, nó bắn lại. Đau phết. À, tàu mình vàng máu luôn rồi kìa, vàng bên này. Heo bên đó là tinh thần của mình thì còn cao lắm không sợ, nhưng mà còn 46 pháo. Nó còn 96 chia 2 là 58, đấy là phải gì 448 à. Còn nó chạy kìa. Nó chạy đâu anh trai? Lại anh trai ơi. À, đừng lót hết rồi. Anh như mình không khả năng dí nha các bạn. Rồi ok. Biết cái này có chịu đâm hút rồi. Rồi ok, nó vàng máu hai bên rồi đó. Từ các bạn đợi xíu nha, vô tầm xíu nãy bắn xa quá nó lợp nhiều. Rồi ok, chạy trúng máy hơi buồn, góc hơi xiên. Ơ tàu nó bắt đầu cháy rồi kìa. Này là cờ Liên Hiệp Anh luôn chứ không phải là cờ của nước Anh không nữa. Bên còn mình thì đang cầm cờ của Cộng Hòa Pháp. Này là Cộng Hòa Pháp nha, phải không chính Pháp nha các bạn. Giai đoạn đầu là phong kiến Pháp, còn cái này là Cộng Hòa Pháp. Rồi ok, bắn. Ok, nó nhấp nháy rồi. Nhưng mà chưa chạy. Người ta bắn trả lại mình ta. Đúng là hải quân Anh rất là lì nha, nó bắn từ 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 phát. Ồ, nó bắn một về luôn. Nó không thể bắn một loạt giống mình, nó bắn một về. Tàu nó cháy mà nó đang dập lửa đó, đang lì, đang dập lửa đó. Rồi ok, chuẩn bị anh em. Bóp cò hơi lệch miếng.
Ây chà, tới nước này rồi mà nó còn chưa chịu hàng nữa ta. Hải quân Anh lì dữ. Rồi để xem. Nó đỏ máu rồi, nó cam máu rồi đó mà chưa chịu hàng đấy nha. Coi giống như nó đang đứng lại luôn rồi đó. Rồi, ok. Quay tàu à? Hay sao đấy? Rồi. Bắn. Hình như nó đứng lại luôn rồi. À đang quay tàu, đã bắn lại đấy. Rồi. Bắn. Oh. Chưa chịu hàng luôn, tinh thần vẫn đầy rồi các bạn. Rồi tàu mình đi một chút. Trận này đúng là tàu đời cuối, nó dài dễ sợ luôn các bạn. Hình như là bữa nay là anh Tài anh làm video là cũng nói về hải quân á, hải quân Áo ra trận rồi, các bạn chú ý đón xem ha. Bạn nào bận không coi được thì nhớ xem phát lại ha. Tại bữa có nhiều bạn nói là bận ôn thi không có xem anh Tài anh chơi được. Cái dáng này thua là nhục lắm á nhá. Quay tàu hơi lố, quay lại. Bắn. Ồ, nhấp nháy xong cái đầy lại liền luôn ta. Ồ, ghê vậy. Nó còn 56 pháo. Mình còn 39 cho mỗi bên, 39 x 2 để coi là mình còn 88 hả? Ủa gì? 41. À rồi, nó hàng rồi. À giờ mới bắn vô trong cái bường của nó được nè các bạn. Phá là hy vọng gãy được bơm nó. Bên Assassin's Creed bắn một loạt là như là gãy bơm liền luôn á, nhưng mà bên này bắn hên xui các bạn. Bên Assassin's Creed bắn đúng chuẩn sát thủ luôn. Rồi, trời. Rồi à, thôi rách bơm nó thôi, nó dí chắc để coi dí được không. Tàu mình nặng nên chắc khó dí được tàu nó. Mình có pháo ở mũi không ta? Mà bản này như chưa có vụ sửa tàu nha. Hình như bên Napoleon ấy là bên Shogun thì mới có sửa tàu, còn bản này không có. Mấy cái bản sau thì hình như là chỉ có chữa cháy thôi chứ cũng không có chứ không có sửa tàu. Coi dí được không trời. À như dí được. Tàu mình nặng hơn mày lại chạy lẹ hơn à. Hay là chắc à chắc là bơm nó bị rách rồi. Bơm nó rách cho nên là nó không có đón được đủ gió, nó chạy vậy thôi. Bây giờ cơ bản là mình dí được. Rồi để coi thử coi. Mình với nó đều đang không đi thuận gió. Rồi dí không biết là tới năm tháng năm nào. Rồi ok, mình thắng.
Rồi trước khi vô chiến dịch thì để mình thử coi. Có bạn nói với mình là muốn bắn trái được tàu địch đó, là phải bắn bằng vào bườm, bằng dùng tàu tên lửa đó, phải bắn vào bườm chứ bắn chứ bắn cái kiểu bắn vô thân tàu nó không có trái. Rồi để mình thử coi bắn có trái hay không. Rồi gọi hai con Galay ra nữa coi có gì bắn phụ. Rồi mình đấu với quân cướp biển ha, cho nó kêu một con Galleon ra chơi. Rồi ok, bắn vô buồm đúng không? Rồi chắc cũng hên xui thôi các bạn. À, hên trúng xui thối gì đâu, ta chơi cho vui, chơi để biết nữa mà. À, trúng thì vui, không trúng thì thôi. Rồi ok, con này lùi lại chút xíu rồi bắn vô bườm đúng không? Rồi ok anh em bắn. À, chưa gì thấy bắn vậy là buồn rồi đó nha. Rồi thả neo xuống, bắn chật lắm vậy là vui rồi. Nó rải ra tên lửa, nó bắn cái rải rải không. Nó hại bừa, nó hạ bườm xuống rồi, cháy được miếng à, nó tắt lửa liền, không hiệu quả lắm đâu các bạn ơi. Gãy được một cái nữa đầu nó mà không phê. À, còn mỗi cái tàu của mình thôi. À, để coi trái không nha, hay là hai tàu bắn mới đủ cho sức trái rồi một tàu bắn không phê nhỉ. Trái sao mới tắt lửa à, nó không có trái luôn. Rồi tàu mình nổ rồi, không phê các bạn, không được. Nó bắn vô bơm nó không trái, cái lửa bắn rải quá. Chỉ ví dụ hai ba chiếc nhào vô nhắm bắn một chiếc thì có thể lủng, có thể trái được tàu nó chứ một chiếc bắn không phê các bạn. À, thôi nói nhiều quá, giờ vô chiến dịch đi. Bữa nay chúng ta ráng kết thúc cái chiến dịch này luôn cho nó đỡ khổ nè. Bữa trước bị mấy anh Ấn Độ bắn đánh kinh quá, đánh đánh úp. Rồi giờ để mình nghỉ hòa coi. Tại mình không có đánh, muốn đánh với Ấn Độ, mình Ấn Độ giờ xong rồi để giờ xin nghỉ hòa với nó. Đây công nghệ nè chị ơi, em cho chị công nghệ, em cúng chị thêm 6.000. Ok cho nó chịu hòa thật kìa. Mấy anh này sao mà dễ nói chuyện thế nhỉ. Rồi thế giờ được nhiêu đất rồi, 34 thiếu 6. Rồi ok, thiếu 6 thì cũng không nhiều lắm, chúng ta đáp ứng được. Hạm đội của chúng ta thì đang ok. Đây mình có đang mua quân không ta? À có. Rồi lát nữa đánh đồng loạt thì cũng được. Đánh áo hay là đánh nước nào ta? Mình nghĩ đánh phổ ngon hơn, tại cái địa bản đồ của mình nó đang lõm nè. Mà khoa đã muốn đánh phổ thì phải đánh luôn như thế nào? Đánh áo, đánh Westphalia, đánh áo luôn. Rồi ok, nếu mà đánh áo thì cũng đánh hai nước này. Nhưng mà chắc đánh thằng Westphalia là còn nhiều hơn nữa đó. À đúng rồi đó. À cũng rồi, cũng vậy. Nhưng mà khoan, nếu đánh áo thì hình như không phải đánh với cái thằng đánh áo thì sẽ không phải đánh với cái thằng cờ đỏ này, mình với nó đang có liên hiệp ước liên minh nữa. À, nhưng mà mình loại nó luôn đi nhỉ. Nhưng mà như nó đánh thằng này chỉ đánh phổ rồi đúng không ta? Coi thử coi. À đánh thằng này chỉ đánh với Freya, đánh phổ rồi không phải đánh áo. Rồi thằng này một đòn là nó chết ngay tại vì mình đánh úp mà. Rồi từ từ, ở đây mình đang đào tạo tướng. Rồi từ từ ok, không sẽ chiến tranh không được vội vàng, quân ta mới chiến sự xong. Chỗ này thì nó phục mình rồi, thậm chí là mình không, cái đảo Manta này nó còn theo mình, nó còn đang theo tôn giáo, à nó không theo tôn giáo mình nhưng mà nó cũng không ưa gì mấy anh theo ở đạo Ấn, cho nên là nó sẽ theo mình thôi.
tại nó cũng thuộc dạng thờ chúa, mình với nó cùng thờ chúa, chỉ có điều là mình theo đạo Tin Lành, nó theo đạo Thiên Chúa, nó theo đạo Thiên Chúa thôi. Mà nó chơi chứ ra cũng của mình nó không chả khác nhau mấy. Chẳng qua nó thờ thêm Đức Mẹ Maria, mình không thờ, với lại bên mình thì nghi lễ đồ đơn giản thôi. Chứ mà chẳng qua đó là cái sự phân liệt về mặt tôn giáo, chứ thực chất cũng là cùng nhau thờ một chúa cả. Rồi cái gì đây? À, linh mục à. Rồi ok, vậy về vô đây mà truyền đạo. Rồi Bồ Đào Nha có chuyện, Bồ Đào Nha làm loạn, ok hiểu. Ok, tuyển được rất nhiều quân. Một linh mục của mình qua đời. Rồi thôi không sao, chỗ này nó cũng theo đạo nhiều rồi. Gì đây? Mỹ đánh nhau với Ấn Độ. Rồi ok, theo lịch sử thì Mỹ chế Ấn Độ hầu như không biết, không có đánh nhau. Nhưng mà thôi dù sao đây cũng là game. Mỹ lúc này nó còn, họ còn phải lo cả đống chuyện ở trên, ở châu Mỹ á. Lo ở châu Mỹ là chủ yếu, cùng lắm có can thiệp chút xíu bên châu Phi thôi. Chứ làm gì có chuyện giác quân được qua tới Ấn Độ, Ấn Độ là của người Anh. Mỹ muốn chiếm Canada còn chả xong nữa mà. Chiếm Canada không xong rồi đánh Ấn Độ. Trong giai đoạn này thôi, nó tức là sau bước qua thế kỷ 20 thì Mỹ rất là mạnh luôn á. Rồi ok, về ngon rồi. Chỗ này dân nó phục liền, chẳng qua nãy là chắc tại mấy cái kia công trình kia nhiều quá thôi. Rồi 5. 5 ở đây thiếu 9 đúng không? 9 là gọi thêm 4 thằng lính này ra nữa là thằng nào xong. Rồi ok. Thằng này cho nó ở đây giữ đất giữ dân đi. Mình đào tạo một quân đoàn này rồi mình đi. Giờ đầu tư thì cũng có nhiêu đâu, với là mình giàu mà. Đây mỗi lương mà hai mấy ngàn luôn là đủ xài rồi. Rồi ok, mình có mấy chiếc tàu xịn luôn, áo tàu lao là ăn đòn ngay đấy. Mà áo nó đang bị chặn đầu nữa. Rồi mình đóng cái hạm đội ở đây, mình coi ở đây mình chuyển quân. Để coi 4 ở đây thêm 4 con ngựa nữa. Có kỵ, có pháo đồ mới chơi được, chứ bộ không khó đánh các bạn. Thằng này nó đang đóng ở đây là nó ngon rồi. Thằng này đang đóng ở đây nó cũng chuẩn. Đây đóng ở đó kiềm chế quần áo thôi. Thằng cái thằng đóng ở Hà Lan ở đây mới là cần quan tâm tới nó nè. Rồi cho đóng gần biên giới đi. Hà Lan thì yên rồi. Thằng này nó sát biên giới phổ luôn rồi còn gì nữa. Cái thằng đóng trên đất Pháp thì cũng ngon rồi. Ở thằng mà thằng Westphalia đất nó ở đâu ta? À nó là cái miếng ở giữa này. Ủa vậy, khoan vậy, miếng này là miếng của phổ hay của Westphalia? Cái này cũng phổ. À, nhưng mấy miếng này mới là của Westphalia. Ồ nó chiếm được mua Munich luôn á chứ. Cũng khá là xịn. Ủa mà khoan đó, thằng này thờ Thiên Chúa hả? Phổ thờ cái gì? À phổ thờ là Tin Lành à. À rồi vậy cũng ổn. Nói chung là tôn giáo mà nó trùng mình thì dễ chơi hơn. Công nghệ giờ không cần nhưng không quan tâm nữa. Rồi ở đây có lính xịn luôn. Chuyển quân đi xong rồi cái à phải à, quên, hải quân mình đi được rồi chứ. Cái quân đó là để đề phòng thằng Thổ Nhĩ Kỳ thôi, mình nhầm. À mà hình như tàu Nga đang chắn ở đây mình đi không được nè thì phải. À đúng rồi, nó đang khóa hạm, thằng Nga đang tìm cách khóa hạm đội của mình ở đây. Rồi thôi không sao. Phổ thì mình đánh cái một thôi. Không gấp, không vội vàng các bạn. Chiến tranh là không được vội vàng. Mà một khi đã ra đòn rồi là ra đòn dứt khoát, nó gục luôn trong một lượt là mình ăn. Giống như võ thuật á,
có hai kiểu luyện, một á là luyện các bạn luyện theo kiểu là chịu đòn để người ta đánh mình rồi mình ráng mình thủ rồi mình đánh trả lại, còn một kiểu á là đánh sao cho người ta gục luôn. Còn nếu mà các bạn có xem cái phim gì ta cái phim gì mà Lý Liên Kiệt đóng á nhỉ, đệ tử của Tinh Nhũ Môn mà đi trả thù bên Nhật vì giết sư phụ á, thì Lý Liên Kiệt có nói là con nói chung là cái lúc đó cái lúc mà tranh luận thì võ thuật á, thì cái một người ở trong môn phái thì có nói là giờ ráng tập đánh cho sao cho nhanh cho mạnh để mà ta gục liền. Thì Lý Liên Kiệt có nói là anh đánh người ta một cái người ta không không sao, người ta đánh lại anh một cái anh gục luôn, thì rõ ràng thì anh thua đó. Thì nói chung mà có nhiều võ thuật thì có nhiều kiểu luyện, mỗi cái kiểu luyện có cái hay riêng, có người thì chuyên công, có người chuyên thủ, có người đánh phòng ngự phản công á, có người thì đánh dung hòa đủ thứ. À mình đi đứng sát nhà này được mà mình quên. Ủa, mình mất cái hiệp ước với nó rồi à. À rồi. Cái này nó không bị những cái hiệu ứng xấu như mấy thằng kia, thành ra tính ra cũng dễ đánh. Rồi lên đâu lên đây đó, đóng ở trên này ok, lượt sau là cho thằng này nó sao nó xuống đây nó kiềm chế man tay ổn rồi, đây thì cứ thế mà phát huy thôi, đây đường xá cũng ngon rồi. Ấn Độ hải quân nó mạnh ghê luôn á chứ. Đầu tiên hải quân rất nhiều luôn. Hồi nãy là tập trước là nó đánh mình suýt chết luôn á các bạn. Đóng đùa được đâu. Ông Nga thì ổng cứ qua ổng chôm đồ của mình thôi. Mặc dù là mình đã đánh trả lại rồi đó, nhưng mà ổng vẫn cứ qua ổng chôm công nghệ của mình. Rồi thì thôi, nói chung là cũng nể mặt ổng, đại ca của khu vực phía đông mà ai dám cự nữ gì đâu. Mình cho ông hôm giờ không rảnh cự nữ, nó cho ông kia ông đứng đó ông nghiên cứu khoa học cho nó lẹ đi. Đánh nhau hoài được cái gì đâu, mất lòng nhau thôi. Đây, đó cứ xây nhà thờ rồi xây đồ cho anh em ăn chơi, nhảy múa. Anh em cứ ăn chơi nhảy múa nhiệt tình vô cho tôi, đừng chống đối chính quyền là được. Tôi cho anh em ăn chơi nhảy múa phê pha thoải mái. Rồi đang tập kết quân các bạn, đóng xá biên giới hết, một hô một tiếng là anh em ào qua. Chúng ta có thể kết thúc chiến tranh trong một lượt luôn. Chiếm được viên thì chắc khó, tại nó thủ ở đây khá là kinh. Mặc dù quân của nó cũng không có gì, nhưng mà tại quân mình thì cũng không phải là loại xịn. À, có một thằng người Ấn đang ở đây nè. À, quân của mình đang sang các bạn. Thằng Ba Lan nó đang phản công Đức kìa các bạn. Quân Đức đang bị đẩy lui rồi. À quên mất, có bạn dặn mình bấm phím cắt cho nó quay cho nó lẹ mà mình quên đó. Hôm nãy giờ đợi nó ngồi đợi nó đi mình hơi quên. À, cảm ơn các bạn nào đã nhắc mình cái đó ha. Rồi mình cảm thấy hơi quạo cái thanh niên này rồi đó, cho nên là cho đánh trận phát, đấu võ phát đi. Rồi xong biết ngay là thua mà.
đấu sao được với Nga Ngố hả các bạn? Sức mạnh của Nga Ngố ở đâu phải là cái gì đó mà để chúng ta có thể đùa giỡn được. Con đất cũng còn khá nhiều đất ấy, chứ Ba Lan nó cũng có một mớ bên này thôi. Này mình chả thèm đánh nó làm gì, đất nó không chả có gì cả. Mấy pháo đài này cũng chả thèm nâng cấp, nó đứng đó là nó dở rồi, nó mất thành là nó thua rồi. Bốn quân đoàn đang tập trung, nếu mà được thì năm quân đoàn mình đánh áo luôn cũng được, nhưng mà giờ mình nghĩ lại rồi, mình đánh thằng này mình đánh phổ thôi, từ từ. Thằng áo bài đặt cà chớ thì đánh luôn, còn không thì mình lấn dần đất thôi, không có gì phải vội cả. Hai lượt nữa bắt đầu tổng tiến công nha. À thằng phổ đó mà nó sợ, nó kéo quân về nó thủ rồi kìa. Rồi ông Nga ông lại tới, ông chơm công nghệ nữa đó. Ok anh em nhà cứ chăm chỉ lao động sản xuất cho tôi. Rồi được có một cái nhà thờ xây xong thôi, mà tại sao lại chỉ có một cái nhỉ? Rồi thôi đỡ đầu tư. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần thiết phải đầu tư. Rồi ok, lượt sau tổng tiến công. Quân đoàn này thì xịn rồi, tướng mình là tướng nhiều sao luôn nè, không biết nó có tướng không ta, nó không có tướng thì nó dở rồi. Ok quân đoàn này cũng ổn, có thể đánh chiếm cái này luôn, nhưng mà thằng này có bộ là hơi khó đánh à. Mình chiếm cái mảnh đất nào ta? Họ đi không tới đấy chứ. Chiếm được Berlin thì hay. Khoan đã. Xuống đây đi. Rồi. Còn không thì đóng ở đây mình đe dọa nó. Có cái đề nghị bỏ liên minh tốt, mà không bản này chưa có hơi buồn. Chiếm 40 miếng là thắng luôn nè. Chiếm hết cái map làm cái gì? Được lợi gì đâu. Đối với một cái đế quốc hay là một dân tộc hay một cái nền văn minh nào đó thì quan trọng là khi mà họ không còn nữa đó, họ để lại cái tên tuổi của mình trong lịch sử hay là cái văn hóa của họ vẫn còn được truyền bá thì họ vẫn tồn tại thôi. Còn ví dụ ráng xây dựng một cái đế chế cho bự vô mà kết quả là bị đồng hóa thì vậy à. Người Mông Cổ cũng vậy thôi các bạn. Đế chế của họ thực sự rất vĩ đại, nhưng mà họ đánh tới đâu họ là chịu ảnh hưởng của văn hóa ở khu vực đó đến đó. Kết quả thì rốt cuộc họ lại bị đồng hóa bởi chính những kẻ mà họ chinh phục được. Thành ra thắng lợi về quân sự chưa chắc là thắng lợi về tất cả đâu các bạn. Rồi ok, chiến dịch mùa đông bắt đầu các bạn. Rồi anh em, chết rồi không có pháo à. Nó có pháo là hơi nguy hiểm nha. Rồi, bất ngờ tiến công. Chơi. À có hàng cổ tiên chiến với mình thôi kìa. À quân đâu đông thế. Quân kia tiếp diện tới luôn à, kinh vậy. Thế thì hai quân đoàn cùng đánh. Đánh. Rồi xong. Đánh năm tới à, đánh năm tới đóng quân ở đây chặn đường đó. Ê cái gì vậy? Đang ấn chuột phải lại còn nó còn đó nữa, khổ quá. Rồi thôi không sao, đóng đâu cũng được, lượt sau là tính. Thật ra hai lượt nữa mới đánh tiếp được các bạn. Rồi thanh niên này chơi.
Hình như thằng Westphalia nó sợ hay sao, nó không dám đánh mình các bạn. À, nó đóng quân ở đó, nó đợi, nó nhìn mình rồi. Rồi thằng này tiếp viện nên không đem theo pháo được. Rồi thanh niên này cũng kinh đấy. Rồi vậy khoan, đóng quân ở đây nghỉ đã, không nên vội. Ok. Này đất của áo, áo nó có miếng đất này nó lấn vô đây hay quá. Mà hai quân nó ở đây rồi, về thủ đô nó trống à. Rồi ok. Bây giờ mình chịu nhục tí mình đi xin hòa được không ta? Thì thôi anh dạng qua nói nó năng nỉ đó rồi, thôi chú bảo vệ chư hầu anh đánh giá cao chú, chú là cái người rất là trung nghĩa, nhưng mà thôi giờ là chư hầu chú ấy là cái đồng minh của chú cũng chết rồi, thôi giờ chú cho anh hòa ha, phải không? À, rồi không hòa vậy mới đúng là người Đức chứ, dễ hòa như vậy đâu phải là Đức đó các bạn. Trời đất, nó lại đề nghị mình cái khác công nghệ, nó không thèm lấy các bạn, nó lấy nó muốn lấy cái khác thôi. Rồi ok, rồi thôi cho nó giữ cái cảng xíu đó, mình cũng chả thèm, cảng mình còn nhiều các bạn. Thanh niên này cho chôm công nghệ luôn, chả thèm, chấp nhất. À, ông học giả Ấn Độ này muốn gì đây? Ờ à, chung do ở luôn kìa. À không đi ra, hình như là ông này là mình không có thách đấu được nha, chỉ có tay mới đấu với tay được thôi, còn mấy ông này là chỉ có chiêu sát thủ xử thôi. À, ở yên đó luôn đi. Gì đây, một linh mục hả? À rồi, linh mục thì qua đây cải đạo cho tôi. Gì đây, à rồi, đéo bình thường. Ờ, à, chết nhiều thế. Island, à rồi, một cái cảng nữa hả? Rồi, ok. Nhạc nãy quên đập cái trường đại học của nó. Đây có cái trường đại học mà mình quên. Ở cái vùng này tính ra có mỗi công trình công nghiệp này à. Vậy đập đi. Nó trừ chị an kinh lắm. Xây cái đây đập luôn. Xây cái nhà thờ với lại cái chỗ ăn chơi lên, cho ăn chơi nhảy múa. Rồi, chỗ này nó loạn thì mình dẹp loạn thôi chứ biết sao giờ. Rồi, có chỗ trồng rượu nè. Mình toàn bán da với bán rượu không. Thằng Westphalia nó thủ ngay cầu cũng khá là chất đấy chứ. Rồi ok. Để coi anh Đức anh có dám đánh nữa hay không nha. Áo tuyên chiến luôn. Ồ. Oh. Áo ghê vậy. Dám mần luôn à. Rồi để lưu game đã coi coi có mất đất không. Sao mình thủ quân ở ven rồi giờ kéo quân qua đánh cái một à. Mình thắng. Pháo mình bắn xa hơn mà. Chắc ảnh đánh chặn đầu mình thôi. Rồi ông Nga này ổng lại mò tới nghiên cứu nữa. Rồi cho nghiên cứu luôn đó. Rồi ok. Cho mấy anh này đi du học đi. Khổ quá. Rồi muốn nghiên cứu cái gì cũng được. Quý ông nữa à. À quý ông thì bay vô trường đại học cho tôi. Rồi xong. Rồi sao không được. Rồi xong. Rồi thanh niên áo là bài đặt tào lao đúng không. Đây cái này anh nghỉ cho quân nghỉ cái đã. À bài đặt đem quân lên đây uy hiếp anh à. Rồi thanh niên này
đốt nhà giết người gì gì đấy. Rồi ok, hết đập cái trường đại học xong là hết đề nghị cái cấp luôn. Rồi ok anh em, 3 2 1 đánh. Chơi 3 2 1 chơi. Chỗ này nó không cho vay ta hơi dở. À mà thôi không sao. 3 2 1 chơi. Không, thằng này mất nước. So với Shogun thì dễ hơn, cho Shogun nó còn bị vài cái đó là cái nổi loạn. Nếu như mà cái quân đó nó sẽ còn, nếu như các bạn nó còn đứng trên đất của nó. Đây có trường đại học thì đốt tiếp. Rồi để coi. Rồi đốt đi, cái này mà xây lại nhà thờ của mình, cái này giữ nguyên, cái này giữ nguyên. Rồi ok, xây cất cũng tốt. Mấy thằng này nó toàn xây cái này không nha, phục vụ cho các thống trị không à. Không có thằng nào chịu phục vụ cho công bằng hết. Rồi đây, nhà thờ. Chỗ ăn chơi nhảy múa của mấy chú đây. Rồi đánh luôn vào đây nào. À rồi, đã thấy ta đánh bác luôn. Chỗ này căng dữ vậy. Rồi đã vậy thì hai quân đoàn cùng nhau đánh luôn thì coi chú đánh lại kiểu gì. Chỗ kia mất quá miễn thuế cho nó thôi được. Rồi thắng chưa? À thiếu một miếng. Rồi ok. Chỗ này xây nhiều chỗ ăn chơi nhảy múa thế à. Nhưng mà một cái phải bỏ đi để xây nhà thờ. Rồi lại một chú nữa xây cái này lại phải đập đi. Thành thì không lo nâng. Thằng này là ăn chơi nhảy múa hơi nhiều mà không lo vấn đề tôn giáo nè. Rồi cái này đập luôn. Này giữ. Xây công nghiệp nhiều thế chú em. Bỏ đi. À không, bỏ một cái thôi. Cái kia nó đập cái kia để xây nhà thờ, cái này xây cái chỗ ăn chơi. Rồi xây túi sữa. Thằng Nga nó còn trận đây không? À hết rồi. Mà giờ hạm đội mình vòng về không biết kịp không chứ. Rồi thôi chạy lên đây chứ ra tính. Rồi mấy thanh niên này thì xuống đây đề phòng Thổ Nhĩ Kỳ nó chọc. Cái này quân thì cũng thường thường thôi. Rồi đã vậy anh để lại 4 thanh niên này cho nó ở nhà giữ đất. Anh đi đánh trận. Đây. Ngon rồi đánh. Anh đánh lại thì anh chạy gì đâu. Đây tăng thêm quân luôn, sợ gì. Anh khả năng hậu cần của anh rất tốt, anh muốn bao nhiêu quân cũng được. Chỗ này đang quạo hả? Miễn thuế luôn. Giờ giàu rồi tiếc chi mấy đồng bạc lẻ ha các bạn. Lượt sau quýnh ngay vô ngay đây cũng còn được nè. Bốn này lên đánh được không ta? Nói chung là chơi theo kiểu ngại gì vết bẩn. Chẩn dướng. Lui. Cái thằng Hungary nó máu vậy các bạn. Nãy giờ quân Hungary đánh không với quân chính quy của Áo là không đánh nha. Mình để ý rồi đó. Cái gì đây? Thằng Thổ. Không, Hy Lạp là của em. Anh để mất mà em có lấy của anh đâu. Rồi Batavia. Rồi gì cũng được, gì cũng được. Đây một cái cảng nữa đúng không? Rồi đây cảng cá đây mấy chú có hải sản ăn thích nhá. Rồi
muốn khám phá ra cái gì cũng được. Rồi đây một cái cẳng cá nữa. Tàu của mình đi tới đâu rồi? Chơi từ đầu chí cuối có đúng một cái hạm đội. Chỉ có nâng cấp lên xài, tại mình không có ưu tiên cho hải quân nhiều các bạn hiểu không? Để coi hải quân của mình dần mạnh hơn chút nào chưa? Nó cũng tính là có 81 điểm mà. Hải quân mình cùi quá, công nghệ mình cũng không có nâng mấy nữa. Nhưng mà thành bại thì đã rõ rồi các bạn. Thành bại đã rõ. Rồi thôi cứ coi như là mình thành lập thêm quân đoàn đi. Đây. Thêm hai lính nữa. Rồi giờ mình không thèm đánh áo, mình vòng qua đánh Hungary. Thành này chắc chắn lấy được nè. Nhưng mà khả năng cao là nó tiếp diện. Rồi vây thành thử nó coi nó có tiếp diện không. À có nhưng mà có tiếp diện cùi. Đánh luôn. Hả? Ủa, hình như mình bấm lộn ra cái vô cái đánh chứ không phải là cái ô tô các bạn. À thôi trận cuối là đánh đi. Khổ quá. Coi như trận cuối mình cho nó chiến đấu trong danh dự. À, mình trực tiếp cầm quân luôn, đánh trong trận này là đế quốc của mình đến kỳ hiển vinh rồi các bạn. Ơ trời mưa. Nó buồn vậy. Trời mưa rồi, trời ơi. Buồn quá. Rồi. Trời mưa là hỏa khí sẽ kém hiệu quả đi. Địa hình chỗ này làm sao ấy. Rồi. Rồi xong. Anh em bắn đi. Quân tiếp viện nó đang vô mà không sao. Rồi anh em bắn cho tôi. Tiến lên dần. Ok, cứ tiến lên từ từ thôi. Pháo binh nó bắn lũng rồi là cứ thoải mái mà vô. Mình có 20 phút rồi, ra phải đánh nhanh chứ không có đánh từ từ được nha các bạn. Chỗ này sắp sập rồi. Nó đứng đây lâu rồi nó ăn đạn thôi. Vẫn còn ráng chụp pháo bắn nữa. Rồi xong sập, ngon. Rồi anh em đấu súng. Nhả ra. Rồi đợi một quay qua bên đây. Anh em kỵ binh đâu? Lên điểm hộ. À, kỵ binh nó không dám đánh mà nó chạy ngang qua luôn kìa. Đường đi anh trai. À, thế đội kỵ binh lên chơi luôn. Tắt cái này đi khổ quá. À ít quá không lập được đội hình lực rỗng. Hai thanh niên này tiến lên. Nó bích vô cái chỗ đó liền. Kỵ này thì không đáng ngại lắm. Như kỵ là kỵ dân quân. À,
tôi thắng rồi quýnh tay thua hơi nhục nha. Rồi ok bắn đi anh em. Rồi dẫn xuống không lì thế. Rồi bầu quân nó đông lắm không xung phong được đâu. Tính chừng kỵ binh ập vô đánh luôn nhưng mà từ từ đã lui ra. Đấu súng với nó rồi. Giờ tự nhiên lại ướt nó có mấy thằng em lựu nữa. Không, tốt đấy anh trai. Qua đây đứng. Rồi. Bắn kẹp lại từ ba góc luôn thì từ đúng rồi ba góc luôn thì nó chịu làm sao được. Rồi thay phiên nhau ra chết. Nó bắn mình chả được nhiêu nhưng mà mình bắn nó thì rất là đau luôn á. Đã giáp chiến luôn. Còn anh đây biết chơi liều không? Rồi ok ngon. Vậy thanh niên này chạy vô đây nhanh. Rồi mấy khẩu pháo đâu? Nã vô đây. Nó nhào vô nó chơi mình mà nó lại chấp nháy kìa. Lính mình là một trận chiến tốt quá hả? Để coi mấy thằng này cái gì đây? Thả này dân quân. Thảo nào nó phù bắp. Em bắn đi. Thả này dân quân à. Thế thì nhào vô luôn. Đánh sợ nó lại không bắn. Thôi dân quân thì nhào đi chơi luôn. Không sợ quân thì không làm gì được mình. Pháo bắn đâu đấy? Nhắm vô đây. Pháo bắn tàu lao quá. Thôi pháo ngưng bắn. Rồi chạy vô đây chiếm cờ nào, quýnh nhiều làm cái gì? Chiếm được nhà rồi là thoải mái, tha hồ đấu súng đấu gì với tụi nó cũng được. Rồi anh em chạy vô nhanh, đứng đợi làm gì? Rồi ok. Tiếp viện tới không kịp luôn. Thật ra tiếp viện tới thì mình cứ giết thôi. Ok. Nhà chứa được nhiều. Một cái nhà mà chứa được 1892 người xạo thiệt. Ok trận này nhờ pháo binh hết cả đấy. Không bắn sập được tường nữa. Đúng là pháo này vẫn là loại pháo tốt nhất các bạn ạ. Nó bắn đạn gan được sập tường luôn. Địa hình xấu nó vẫn bắn sập tường được các bạn. Rồi ok mình thắng. Rồi coi như là cái này là một cái sự nhầm lẫn nhưng mà thôi cứ coi như là mình đánh trận Butter cuối cùng đi. Rồi ok chuyển binh. Rồi ok Hungary đã là của mình. Chỗ này tiểu đội lính Hung không ta? À không, không có lính Hungary ở đây các bạn. Nó này nâng lên mát vậy đây nhưng mà cũng không có lính Hungary.
có lẽ bên bản Napoleon mới có. Bên bản Napoleon thì cái lính nó đa dạng hơn. Rồi ok, game tới đây cũng là kết thúc rồi. Nó cảm ơn các bạn trước giờ đã theo dõi video của mình. Mình là Lão Bách Hợp. Nếu các bạn muốn xem những video chất lượng cao về dòng game Tuần World thì các bạn đến với kênh Tuần World Tuyên Quang nhé. Còn đây mình chơi đa dạng theo là game. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.